lộn tôi mà. Hay chạy hát hết bản này đi con thu lại. Chiếc tàu dạy tội từ từ cập bến, thấy vợ hiền tan nát lá gan, thấy con thơ lệ chạy ngập khóc ra không lần á, khóc rồi kìa, vợ với già con thơ khờ bác nhà tiền khóc rồi nè. Nhớ con đặt này bỗng cung chiếc tàu xa mãi mãi, thấy đứa em thơ mà nước mắt con con đi ra. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Mẹ, cô đâm nha, mẹ ơi, mẹ ơi, con xin tạm biệt thân mẹ, với tấm lòng yêu thương và khi con bước lên đường xuôi cam trường, nơi về nhà chắc chắn con lắm. Hiện giờ thân con đau đớn, nhớ quê hương, nhớ cả lòng con, nhớ những khi gia đình mình lầm quên. Mẹ tảo tần và thân giá nuôi con, đến khi mẹ đã rồi, con đã lớn lên rồi, sao không một ngày nào con nuôi em kia. Và không một con tàn mắt lá gan vàng, mẹ ở nhà con ơi thăm tôi, vậy con xin tạm biệt mẹ từ đây. Hay vậy? Trời sáng tác mà vậy cái đứa nó thơ quá. Rồi uống ly đi. Rồi rồi. Quá. Càng khóc quá. Con khóc quá. Uống ly mẹ. Trời ơi, lậu bệnh chuyện hồi xưa giờ cũng khóc mà chồng mình. Hát tiếp đi. Nghe ca là đi cảm động. Mày học cái bài đó cao, mày bài đó năm rồi đó. Ông chịu không nữa vậy chết vậy. Chết lại chuẩn xác cái bản. Đâu đọc cho nó nhé, đọc cho nó nghe. Rồi hát tiếp đi. Câu năm không? Câu năm sao? Không không. Một hát khúc dạ. Đọc mà con cũng quên, nó đọc luôn á. Câu năm sao? Gì bảy câu năm vậy? Hiểu không nè? Không. Bài hay là con được viết sáu đầu tiên, được lên đầu xuống đầu. Hát rồi, cái còn hát kìa.